và dùng thu tính cuối tâm thu
Thế phần hai cơ quan hai lá thì lúc tạo hai lá nhiều hơn cả từ cái lá đầu là chín mươi nhé. Và mình nhớ lưu ý là đo từ nội mạc tới nội mạc. Do đó nếu mà các anh chị các mà không thấy rõ nội mạc tới bề mặt tiền hóa hay gì đó thì lúc hoặc là các thành phần của ba cái tiền hóa có thể là đo tiền hóa. Để nó cố gắng làm sao để mình thấy rõ cái nội mạc để mình đo. Đây là các mình các đây là thường thì khi mà các anh chị các chị em là như vậy, các chị phải có sẵn tay để hướng dẫn về sau đó mình quen để em sao để dẫn nó vuông góc ha, có phải vuông góc thì mình đo nó mới chính xác. Nếu mà thường thì đây luôn không đẹp
dài dòng biết được đó là mình đo trên 2D. Trên 2D thì tùy, nếu mà một bệnh viện thì trên một bệnh viện thì mình có thể là mình đo trên 2D mà một bệnh viện thì mình phải đo được kính dọc và tử máy nó nhập ra. Và nếu mà cái gì đo đạt đúng thì tử máy nó nhập ra cái công thức tính ra. Rồi phương pháp mình thì các anh chị có thể tính là gì giữa trụ giữa thì biết thì như vậy thì cái đó cái hình clip thì lúc đó mình có thể đo được kính dọc, rồi mình đo cái đường diện tích ngang thì lúc đó nó cũng sẽ tính tử máy, nó cũng sẽ tính ra cái căn chỉ ra cái thể tích, cái này nó tính ra thể tích. Cái này là phương pháp mà mình hay tâm nhất, là phương pháp này đường diện và đại diện thì mình sẽ có mặt các tuyến cùng và các đại cùng đường mở. Và khi mà mình đo đạt thì nó sẽ cho những cái nét khác nhau để nó đo tử cái anh chị, vì cái lớp nội mạc thì tử nó sẽ cho những cái nét khác nhau và có thể tính ra thì nó cho mình tính khoảng 20 nét cắt nha. Và sau đó thì cái phần này nó sẽ tiếp tục là nó tính ra, sẽ tính ra cho mình. Để như vậy thì mình phải đo, ví dụ đây là cái mặt cắt này nè, cái anh chị đo đây là mặt cắt gì nè, để các anh chị có mắt trái thì đầu tiên là các anh chị sẽ để ở thì tâm như thì là lúc mà cái trái nó dạng lớn nhất, mình viền cái lớp nội mạc xong rồi sau đó mình lại để cái lần ở thì tâm cung, thì cái lúc đó là cái lúc mà mình thấy cái nó nhỏ nhất tốt nhất, có những tim còn không có thì mình sẽ chỉnh sao để mình thấy lúc nó nhỏ nhất, mình đo là cũng có những cái điều mình phải thấy đó nó thật nhẹ, nếu không thì mình có thể là đo quá mức hoặc là mình đo nó chưa tới. Thì như vậy thì mình nói hoặc là mình nói cái này nó chính xác hơn, nhưng mà với điều kiện thì mình phải thấy rõ cái lớp nội mạc và các phải chủ như con nó bỏ phải là quan hệ của việc đàn mặt đàn nhậu và liên quyết thì nó là mạng thấy nó tính là tương đối, nó chính xác hơn, nó là cái mình chú ý nha. Nên như vậy thì tử máy nó sẽ tính để cho các chị thể tích phân lưu, thể tích tiền xuyên ở trên mặt cắt sẽ thể cắt trái mà mình đo ở mặt cắt bốn cùng. Rồi tiếp nữa, đây là cái hình ảnh nãy chỉ là sơ đồ, đây là cái hình ảnh mặt cắt mình chỉ thấy là trên siêu âm. Thì khi mà mình để nó lúc nó lớn nhất rồi đó thì mình đây là cái chỉ thấy là nó phải nhìn kia thì mình ngừng mình nói nghe cái thời điểm đó thì lúc đó thì mình sẽ luyện đó. Thì cái chỉ luyện cái anh chị lên cái sau khi các anh chị để định thì sao thì các anh chị gặp những cái anh công cụ các anh chị cứ vô là xin sân thì lúc đó nó sẽ truyền cho các anh chị là hình ảnh là thể tích bốn buồn ở tâm trương, tức bốn buồn tâm thu. Thì nếu mà tâm trương mà cứ nhấp vô cái ô con hình tròn thì lúc đó các anh chị truyền xong các anh chị cũng enter thì nó sẽ cho mình ra cái thể tích với tâm trương. Rồi xong cái hình này ở thì tâm trương cũng vậy, mình cũng truyền giống vậy, tâm trương mình nhắn tin thì nó sẽ cho mình ra thể tích cuối tâm trương. Nhưng mà nhớ là phải truyền số nội mạc. Hay tiếp nữa là trên mặt cắt hai buồng thì mình cũng làm giống y như vậy, và mặt cắt hai buồng của mình phải chuyển mình hay thấy rõ hai buồng. Có nhiều và có nhiều trường hợp bệnh nhân nó mờ và cảm tiếp với trái tim của bệnh nhân thì khi mình cắt thì đối với cái mặt cắt là hai vùng cùng mỏm thì các anh chị cũng đo giống như vậy, cũng vẫn là thể tích cuối tâm trương và thể tích cuối tâm trương. Xong thì máy tự máy sẽ tính ra cho mình thôi, tự máy sẽ tính ra cho mình cái tờ án và cái kết của mình. Đây là cái hình ảnh mà các anh chị thấy nó hơi đơn giản chung, thì đây là hình ảnh này mình thấy là hình ảnh đây là hình ảnh bốn buồng, đây là cuối tâm trương và cuối tâm trương, đây là hình ảnh hai vùng phù hợp cuối tâm trương, cuối tâm trương. Còn những trường hợp đó là mềm cái lông nhỏ thì mình có thể tiêm các bạn quen cách tương phản, xin lỗi, thì cách tương phản thì lúc đó mình có thể thấy rõ nó mới nhỏ lại trên để mình đo. Nhưng mà thường thì trên thực hành thì mình chỉ là con đường thôi.
làm ra cái trục. Thế là các chị phải thấy cái mỏng nó ngay chính giữa của cái hình quạt và cái trùng của siêu âm á. Còn nếu lở thì nó sẽ không có, mình đo thì nó không có được. Tiếp nữa là mình phải thấy rộng cái lớp mỏng nè. Và cái nữa là mình phải vẽ nó bằng tay nên mình phải làm vậy á. Thường là đa số người cánh mình sẽ phải làm bằng tay. Mình chưa làm gì đó, mình không quay được. Thế nữa là những khi cái trụ nó bị đơn, cái lần nó cũng rất khó. Nên mình phải tập thôi. Nhiều khi cho mình ăn, cái chị làm cái tiện, các chị coi cái đo tối đa thôi. Các anh chị không có quyền, một số sống như chị, người ta để tính to, nhiều khi các anh chị phải quyền. Đó là các anh chị phải đo, cái việc đi, chứ mình không có đo cái tối đa. Rồi, như vậy nhiều điểm của phương pháp này là mình sẽ đo không chính xác như nào. Các con cũng như anh chị biết là cái hình nó ngắn lại, ví dụ mình làm sao mà cái hình vũ trụ nó còn có ngắn tỉnh là nó là chính xác. Rồi mình không có qua mỏng và mình mỏng nó không có nhận. Rồi ra nhớ ở mẹ nó khó xác định. Và đương nhiên cái này anh chị thấy là cái gì mình làm rất là lẹ, nhưng cái này anh chị phải chỉnh bàn tay cái sao cho nó lớn nhất, cho nó nhỏ nhất, vì tới vì lui nó sẽ. Nhưng mà nếu là bệnh nhân người ta bị chảy máu quá động hoặc vận động vùng thì nó là mất thời gian nhưng mà nên nên phải chạy tại vì như các chị cũng phải là đi ra ngoài. Rồi tiếp nữa là ngày đó mình nói là đánh giá chị là ở FFS thì mình đánh giá cái khối lượng của thấp trọng cái khối lượng của thấp thì mình đầu tiên là mình đánh giá cái diện tích của toàn thể cái vật. Rồi xong đó, sau đó thì các anh chị mới tính là cái diện tích của cái lòng của cái thấp thôi. Rồi sau đó mình sẽ tính cái chiều dài của nó. Thì để tính cái diện tích, mình sẽ gọi cái diện tích cái chiều dài thì nó ra thể tích. Để cái thể tích cái phần đo đầu tiên đó là các anh chị phải đo cái thể tích của một toàn của tấm chắn thì các anh chị phải quyền đó là một toàn nhà. Rồi thể tích ở trong lòng thì lúc đó cái diện tích ở trong lòng thì mình đo cái quyền của một nhà. Rồi sau đó mình mới đo cái chiều dài thì lúc đó mới nhân lên nó sẽ ra cái thể tích. Và khi mà mình tính thể tích rồi thì lúc đó mình phải nhân để mình tính cái chỉ số, mình tính cái khối lượng của đất cái thì mình phải nhân với cái chỉ để tính nhân với cái tỉ trọng thì nó sẽ ra, đương nhiên nó có sẽ nhiều cái cách tính khác nhau thì nó phải cách và tỉ trọng của cơ tim thì nó khoảng 1.05 ở sắc có thể thì khác một xíu nhưng mà nó là 1.05. Tức là sau khi các anh chị ra cái thể tích của khối cơ tim rồi thì lúc đó mình nhân với tỉ trọng thì nó là chỉ số khối. Sẽ là cần quyền cho nó xong thử để máy nó có cái chỉ trọng rồi tự nó ra thì chỉ số khối là bao nhiêu chứ mình cũng mình chưa biết là mình đo đạt sao thì cuối cùng mình sẽ cho ra chỉ số khối. Ở đây là mình đánh giá các anh chị sẽ thấy cái anh chị quyền cái này là cái lớp này là lớp hoàn hảo để các anh chị quyền cái lớp nội mạc thì nó sẽ cho các anh chị cái diện tích của toàn cái giá trị tham chiếu nó chưa có
chưa có đầy đủ như là cái phương pháp của bệnh viện thì tôi sẽ tự làm một cá nhân của bệnh nhân khác thì sẽ đánh giá rồi tiếp nữa là người ta tính là thay đổi chiều dài của cơ tim hồi nãy mình chỉ thấy nó có thì
giữa vị trí đó là phải xin lỗi các anh chị, đó là chỗ của mình tính lên hội đồng bạch thủ, chỗ ngay cái vị trí của lá ban hội đồng bạch thủ và ngay cái vị trí tổng và đăng cái, đó là ba những cái vị trí mà các anh chị đo ha. Và như vậy thì cái đường chính mình cũng đo như vị trí này và lúc lên cũng đã cho anh lúc này. Thank you.
mẹ tôi cũng không cái phần đó tôi cũng làm. Mình đã phải thích giác lớp với đạo hành chủ thì các anh chị ở trên là các cảm thức chị nghe. Các anh chị phải thấy rõ là cái đạo hành chủ đó. Nên gọi đạo hành chủ nó là mình thấy là đạo hành chủ các nghe và mình cảm nhận của đạo hành chủ. Và mình phải thấy rõ cái phần của đạo hành chủ ở đây là đóng cái phần phải. Mình thấy rõ đây là phải và trái. Để mình đo đường kính và đem phổ trợ cái tâm của đạo hành chủ. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ sử dụng cái nút lê xuân. Và các anh chị đo thì cũng phải đo cái PTI để là mình bình để mình ra. Thì các anh chị đo là trên máy bên trên sẽ cho các anh chị nhập thông số thì cái máy nó sẽ chọn ra cái thích. Lại đây là các chị những cái thông số sau khi mình đo xong thì mình sẽ xem cái thông số của bệnh nhân của mình như thế nào và mình so với cái hồ sơ bình thường để mình xem con cái bất thường của nó như thế nào. Rồi tiếp theo nữa là mình đánh giá chức năng tâm linh và tất cả thường thì chức năng tâm linh và tất cả các cụ thể nam sản thì đánh giá là cái gì trên bình đẳng trên chị đánh giá là cái gì và cái gì mà đánh giá nhưng mà cái gì đứt lên đúng không? Nhưng mà có những trường hợp thì chúng ta còn sống an thì không. Ví dụ cũng dĩ nhưng mà không có còn sống an. Và có những trường hợp nhiều khi nó giả, cái là mình vẫn thấy nó lớn, cái nào cũng lớn hơn một, thậm chí lớn hơn nhiều, nhưng mà nó cũng là giả thôi. Nó giả thì mình lại để là bệnh nhân vẫn có cái lòng sống an không chưa. Và thường thì mình trên lâm sàng hoặc là mình rửa bằng cái ống tâm, mình thấy ở em bệnh nhân bình thường không phải bệnh nhân có suy tim thì mình nói là suy tim chức năng tâm linh là cái bảo tồn trước thì bệnh nhân bình thường là suy tim nặng tâm linh đúng không? Nhưng mà để đánh giá suy tim nặng tâm linh thì người ta sẽ đánh giá rất là nhiều thông số, chứ không phải chỉ có mỗi lên trên nghe và ở trên nghe những khi nó có thể nó mỏng hơn là nó đến đây là các bạn sẽ tham khảo cho thì mình sẽ đo cái nhiều con số các chị thì trong cái khi mà mình nói một cái độ này nó không bình thường thì mình lưu ý là có thời gian thư giãn là phải tích và lúc này đôi khi cái giãn nhưng mà nó máu nó chưa có ví dụ như là máu nó chưa có xuống nó lại giãn đậm phải tích. Rồi mới là thời gian đổ đầy nhanh. Rồi sau đó nữa, đó là cái thời gian máu có thể tiếp tục xuống. Và cuối cùng đó là thời gian mà cuối năm dương của tất cả thì lúc này có vai trò nữa. Và lúc đó lúc này là một nhỏ sống sau này. Nhưng mà nếu nghỉ không có bớt nữa thì dự nghĩ thì mình phải sống lại đó. Rồi ở đây thì mình thấy các biểu của cái dòng máu qua van hai lá thì mình thấy là nó có những cái thì mình nói là bình thường hoặc là mình nói là tổn thương cái tư giãn giả bình thường hay là đổi đầy bị giới hạn còn phục cái đổ đầy nó bị giới hạn. Nó có cái giai đoạn của nó. Bình thường thì nó mới còn từ 1 đến 4 là có đổi lòng chức năng tâm linh. Thế như vậy, hãy đăng ký nói về chủ yếu là mình đổi lòng cái đứa lên. Và hai đây về cái em thì chủ yếu là mình đánh giá cái nguyên nhân thôi. Và mình chứng minh là chức năng tâm linh của cái được. Nhưng mà thực tế thì có những người vừa đổi lòng chức năng tâm linh vừa đổi lòng chức năng tâm linh luôn. Chứ không phải chỉ đơn thuần là bạn chức năng tâm linh nữa là người ta vừa có dạng chức năng tâm linh vừa có đó là chức năng tâm linh. Mình nhớ là những cái đối tượng chức năng tâm linh này nó có thay đổi theo tuổi, nó có thể thay đổi theo cái tốc độ đổi đầy của bên trái
ra là ví dụ cái nhìn thấy cái gì nó nhỏ hơn một là sao, mà cái anh chị phải cao và nó cao cái anh chị chỉ số ở trên hai là bao nhiêu. Thì như vậy thì khi mà mình nói xin cái căn tâm thương thường thường và các anh chị nói các anh chị đánh giá và qua cái chị đã đánh giá là người gì, như vậy anh có chuyện cái xin tin thì các chị đã xin cái căn tâm thương mà bây giờ mình gọi là xin tin mà các bậc phật và các bậc thánh phật là như vậy. Thì mình nếu mà mình sử dụng cái tên thì mình phải là mặc các cái đó là mặc các phòng thông thường và mặc các phòng buồn và thông thường thì để mà nó chuẩn xác để cho nó đẹp thì anh nam cũng hay lên phòng thông thường thì lúc đó cái mặc cái tên mình phải di chuyển được. Thì như vậy thì mình sẽ nói đến đo đẹp á, phải có cái điều kiện dự đoán các anh chị mới đo được cái thời gian khi mình cầm sẽ tích. Các anh chị mới đo, các anh chị phải đo lượng của tơ nha. Chứ nếu mà vô mình chỉ đo cái tối đa của sống tơ không, rồi mình phải đo cái thời gian giảm tốc của sống tơ. Và mình lưu ý nữa là chị sẽ tơ trên da khi nào mình có ba sao ba. Ví dụ các anh chị thấy cái bệnh nhân các chị thấy nếu mà bình thường các chị thấy ơ nó lớn hơn nha, nhưng mà nếu các anh chị làm thì bắt đầu sau qua thì các anh chị thấy nó này nó nhỏ luôn, đó là lúc đó nó ơ nó nhỏ hơn nha, lúc đó nó giảm được nhiều nhưng mà nó lọt hơn nhiều. Và thực tế khi các anh chị làm một số bệnh nhân nó này nó bệnh phẩm lúc thì các anh chị sẽ thấy ơ ra không nha, lúc thì các anh chị thấy ơ nó không nha, lúc các anh chị thấy là nhưng mà những trường hợp đó các anh chị phải chi làm mình tóc hay sao ta hoặc là kêu của nhân viên tích sâu vô bởi vì miếng môi và đường vào bởi những mũi lạnh mà đó thì lúc đó mình sẽ thấy cái này. Và như thế mình phải sử dụng nước đơn mô để mình đo cái tỷ lệ là ơ trên đầu phớt ơ này là của nước đơn và đầu phớt là của nước đơn mô. Và mình dùng cái dây em này cái em màu của quần thường nhỏ thì các anh chị cứ để cái màu và các chị để cái em thì các anh chị nó sẽ có hình ảnh cái em màu. Mình lưu ý các cái số ảnh hưởng tới cái khảo sát chức năng tâm tư kỹ thuật hay là cái vị trí mà các anh chị thấy rất cơ xuân có thể rất cơ lơ và tốt hơn thường như là dạng nếu mà nó không có nằm ngay cái trung tâm cái trụ dọc thì lúc đó cái vận tốc chân chị đang sẽ không rõ không có chính xác. Biết ở từng người hay ở trong mặt của các chị cái cảm giác đi các chị cứ cho rất nơi gần và các anh chị để ý lúc bệnh nhân nhất ở các chị sẽ thấy hình ảnh nó thay đổi tần số tim chủ yếu còn cảm thấy ra được. Rồi về sinh lý có thể liên quan đến tiền đạo liên quan đến vận tốc nhỏ giải liên quan đến chức năng tâm thu liên quan đến chức năng vận tốc tỉnh lý liên quan đến nhất vận tốc nhỏ hay là độ cứng của mặt đất. Và những bệnh lý có thể ảnh hưởng tới chức năng tâm trương đó là bệnh cơ tim phì đại, trong cái bệnh cơ tim phì đại có thể liên phát có thể thứ khác cho thanh vi nhát nhạc văn rồi có thể là bệnh lý của mặt bằng hay bệnh lý hàng ngày tim. Thì thường ở bệnh nhân tuổi thì vẫn có thể là con có cái bệnh tốc sống cơ và tỷ lệ ơ trên da nó giảm và tốc sống an nó tăng đó là mình nhớ mình lưu ý. Nói đây là hình ảnh mà các anh chị thấy đây là hình ảnh rất đơn giản, rất đơn giản, rất đơn giản. Rất đơn giản. Tại sao nó rất đơn giản? Có tình huống. Tại sao các chị nói rất đơn giản? Các anh chị cũng nói rất đơn giản. Hình ảnh. À, rất đơn giản, độ sống không rõ như rất đơn giản. Có phải vậy không? Nó có chân khổ. Nó có chân khổ. Thì nó có khoảng trống khổ dưới chân khổ. Khoảng trống dưới chân khổ là đang nó đứt lên. Là đứt lên sung. Rồi đứt lên liên tục. Là nó không có khoảng trống dưới chân khổ. Các bạn có đồng ý không? Nếu mà các anh chị thấy hình ảnh chiếc bia bên ngoài này của mình thì này là có đứt lên sung. Còn đứt lên liên tục là hình ảnh nó đậm đều. Đây là hình ảnh của đứt lên sung.
Đây là hình ảnh các anh chị cũng có thể đo đẹp lý do của mình ha. Cái này là các anh chị dùng cái gì ạ? Các anh chị dùng cái đen nào để cho anh chị đo? Thế giờ có đen nào để cho anh chị đo đẹp? Thank you.
này là mảnh của cô ha, như vậy cô tóm lại là gì? Đá trái chứng tăng tăng hương cho đất trái có tình thường hay các mức tối lòng khác nhau từ 1 cho tới 4. Thì các anh chị 1 là các anh chị thường mình hay làm và mình hiểu vào lúc lên của dòng hoa văn hai lá. Rồi, và lúc lên của dòng hoa văn hai lá ở mức cơ bản thôi là mình nên khỏi bình thường. Sau đó mình phải làm cái nghiệm hoa văn hoa hoa để mình xem nó đang đổi như thế nào. Rồi mình phải làm lúc lên môn. Lớp lơ mô để mình xem cái hình ảnh lớp lơ mô cái tự động của cái lỗ van hai lá và mình nhớ là sơ âm cái thủng mạch của nhũa, cái hình ảnh dòng van thủng mạch của nhũa để mình đo lại, chứ không phải như bên trường chơi trên nha. Ngày khi mình đo thể tích diện trái thì mình lưu ý nó cũng có vai trò quan trọng, và như vậy thì cái đo lại thì cũng dễ thực hiện. Thì các chị nhớ là mặt cũng buồn và đang buồn. Cái thì mình hay đăng cái nét em lại trên mặt các cảnh thức chủ dọc. Nên cũng bằng mặt mặt chủ, cái em cũng đang mặt chủ của mình ra. Cái đó chỉ là thủ kính, không phải là sức tích hay căng gì. Rồi mình phải cho áp lực của lòng mặt phổi, áp lực lòng mặt phổi mình có thể. Đây là các mình không xong lắm, mình có thể đánh giá được áp lực lòng mặt phổi. Thì áp lực lòng mặt phổi mình có thể đo được tâm tu là không sao. Được tâm trương và trung bình là thay đổi tổng hợp của quan hệ mặt phổi. Và như vậy thì sự thật mình chỉ có là hạn chế nhé thôi. Ví dụ như qua cái cổ mở hoa lá thì mình được cái chân áp của gì? Có phải là nhiễm khuẩn không? Và do đó để tính được cái áp lực thì mình phải cộng thêm áp lực của nhiễm khuẩn. Tôi luôn nhắc được những bà tải thì khoảng 30mm khoảng hơn bình thường khoảng đó. Và có thể là mình tùy theo cái mức độ mà mình cộng thêm bao nhiêu. Nó tùy nó có cái cách tính để mình cộng. Là mình có thể đo cái
nhiễm chất hay là mình đo cái nhiễm, tùy các chị đo cái con số của mình là gì so với các chị tham nhiễm và nhớ lưu ý trong gì là cũng khác nhau. Và đó là mình nhớ lưu ý là mình sẽ xem cái bệnh nhân của mình là người lớn hay trẻ con, nam hay nữ, nhỏ con hay lớn con để mình giải thích. Đó là cái văn hóa rất là gì. Và khi mình đã giải thích các trai, nhĩ trái thì mình nhớ kết hợp với bệnh cảnh lâm sàng. Rồi mình sẽ giải thích các đường đi và các thông số khác nữa để mình đánh giá về cái gì. Và những cái nghiên cứu đây là các chị thấy đây là diện tích mà trong nhóm không diện tích á. Thì nó là nếu mà nó lớn hơn khoảng 34 cm, nó là những khối tim mạch độc lập, không suy sinh, không nhiễm và đột quỵ. Đây mình nhìn thấy là mình đọc được cái tên là cái áp lực thông cung, mình xin lỗi, áp lực bằng mạch phổi. Thì áp lực bằng mạch phổi nặng nhất là cái gì to to trong mạch phổi, của bạn bao nhiêu mạch phổi mà không có bằng mạch phổi, nó bằng mạch phổi thì nó hơi to, nhiều khi nó hơi khó đó. Và cái đường tiêu của mình nếu mà nó không có theo luôn, và ở ngay giữa là cái chiều dọc của cái dòng thở thì nhiều khi mình đo cái cổ nó mình đo nó đã là mình đo vừa mình đo dưới mức chứ khi nào mình đo quá mức thì đó là cái mình lưu ý. Thì như vậy thì ở đây thì các anh chị khi mà các anh chị đo cái vận tốc của cái cổ mở tử của văn ba lá đó khi có vận tốc rồi thì các anh chị cứ lấy 4 V/V mình cộng ra áp lực của nhiệt phải thì nó ra áp lực tâm trung của động mạch phổi. Và áp lực tâm trung thì mình tùy các anh chị khi mà có cổ của họ hay là mặt phổi thì các anh chị đo ở đâu, các anh chị đo ở cái đỉnh cái vận tốc lớn nhất ở ngay đỉnh hay các anh chị đo ở cuối của cái cổ của động mạch phổi. Nếu các anh chị đo đỉnh thì lúc đó các anh chị đo áp lực mặt phổi trung bình. Còn nếu mà các anh chị đo cái đỉnh trên đỉnh đầu á, còn nếu mà các anh chị đo cái vận xa hay cái vận thấp á thì các anh chị đo đó là áp lực động mạch tâm trung. Như vậy thì chỉ có cái là gì, quan trọng là cái phần trả lời kết quả của các anh chị và các anh chị trả lời kết quả phần mềm. Ví dụ trên máy siêu âm của mình bình thường thì trả lời kết quả đó là áp lực động mạch phổi tâm trung, do đó mình đo đi xa cái hình của nó hơi thành tay nên mình sẽ đo cái vận tốc mà cuối của cái phổi. Còn nếu là các anh chị trên phần mềm mà cả các bạn trả lời với các anh chị đó là áp lực động mạch phổi trung bình thì các bộ phận phổi các anh chị phải đo cho chuẩn đọc. Và mình có thể tính từ ở đây, ví dụ đây là đo áp lực động mạch phổi, ở đây là mình đo cái này, cái đỉnh là cái vận tốc tối đa của cái phổi ở van ba la thì nó cao là 2.8 thì 4 V/V, rồi mình chọn cái áp lực của mình chọn cái áp lực của nhiễm phải thì nó ra áp lực động mạch. Rồi cái này là cái chị thấy đây là của cổ họng ba lá nha, đây đúc lơ các anh chị, đây là đúc lơ gì à, là đúc lơ liên tục và cái cổ này chứ nó không có cảm thấy gì. Và nếu mà các chị bắt không có chọn thì mình đo từ ngày con đến tới mình đo cũng đủ rồi, nên mình phải đo tới cái đôi đuôi và mình chỉnh chỗ sao để mình hướng cho cổ tốt nhất thì mình sẽ đo được tốt nhất. Còn đây đây là bệnh nhân này là bệnh nhân có cái cổ bệnh nhân cái dòng màng của họ ở bên mặt phổi, cái dòng màng ở bên mặt phổi thì nó thuộc về cái đầu dò của mình nên nó có màu đỏ. Mình để cái đứt lơ ở đây thì các anh chị đo cái cổ nó giống giống như cổ nếu mà các anh chị đo vận tốc ở ngay chỗ cái đỉnh này thì đo là áp lực động mạch trung bình. Còn nếu mà các anh chị đo ở cái này thì đo áp lực động mạch tâm trung. Tùy cái lệnh các anh chị làm gì. Nếu cái lệnh các anh chị ở trên cái chỗ mà các anh chị vô đo đèn này, nếu nó là trung bình thì các anh chị phải đo cái đỉnh đầu. Nhưng mà nếu nó là
Từ 1 tới 4 tức là cách mình tiếp cận. Như vậy các chị thấy là mình phải chịu một phần
Mình dừng lại đây các anh chị, tôi còn lời của